tôm tôm gì bốn trong này còn xẻ ra gì luôn này. Thôi thử ngâm nó đi. Ngót mày ngót. Nếu mà để nó sống bọc vào sợ nó dãy rách hết với lại đất đấy, thế nên là cắt tiết thì mình sợ nó mất chất, thế nên là quyết định cho em nó xuống đây rửa luôn đấy. Để cho nó chết đã xong rồi thì mới rửa. Ngâm một lúc là nó chết mà chỉ tầm 2 phút thôi. Anh ấy nhìn như kiểu con tôm giả này. Này, đúng rồi đâu, điện này. Đấy, bơi đấy, bơi đấy, bơi đấy. Ấy, bơi đấy, thấy tôm khỏe chưa? Mọi người thấy tôm khỏe chưa? Từ từ, nó dậy mất. Nhưng mà sắp chết rồi. Đừng lắm, đừng nhấc nó lên, nó thở được. Đây, như con nhện ấy nhỉ. Tôm đi dậy này. Tôm giả thôi. Thì em nó đã ngất ngỏm của tỏi rồi, ấy, vẫn dậy được. Mình sẽ bắt đầu quấn vào lá chuối trước nhé mọi người nhá. Đây gọi là nó chạy nốt phút cuối. Nó khỏe quá. Con này khỏe hơn. Nó đi sau đưa con đấy trước. Con này khỏe hơn nữa cơ. Không khỏe đâu. Con đấy là tôm đực. Vẫn sống. Ui con này tớ đấy nhở. Tớ ơn con của em cầm. Dám ăn cái sủ của nó này. Bọc nó lại xong tí nữa. Ăn thì ngon lắm ấy. Nó định lấy kia đây. Dạ. Lấy giấy bạc thế nào. Đây. Đây bạc. Đâu được nào. Đấy. Quấn giấy bạc vào nữa nha mọi người nhá. Ui. To. Hai con này à nướng theo kiểu cá lóc nhỉ. Nhưng cá lóc thì ăn chắc là vẫn giữ vị ngọt lắm. Hải sản thì phải giữ cho nó đúng cái vị, không được mất vị mọi người. Người ta là gì? Cháy tỏi nó, cháy nọ, cháy kia. Hải sản thì sốt nọ, sốt kia. Anh em mình ăn nhiều rồi thì chỉ thấy hấp là ngon nhất. Cách này thì anh em mình hôm nay muốn thử xem thế nào thôi. Tại vì hấp với nướng như thế này, nướng thì nước nó sẽ còn được nhiều hơn nhé mọi người nhé. Mình nghĩ khả năng sẽ ngon hơn đấy. Kéo lại thằng đặc sản ấy nhỉ. Đặc sản ấy nhỉ. Lỗ đít của nó ỉ ở đây này. Như bông hoa. Đó. Rất đơn giản. Bây giờ sẽ tiến hành bọc đất nó nha mọi người nhá. Cái này gọi là dùng để thẩm mỹ hoa tay mọi người. Đấy. Bọc xong sẽ đặt lên đây. Vào. Hai con hai mặt úp vào. Nướng. Anh lấy thêm một chậu nước à? Hả? Rồi đấy. Ừ, tí nữa. Tí nữa đắp. Ừ. Đất nặng. Vừa làm đồ ăn vừa kia luôn mọi người ạ. Vừa nghịch đất xét luôn. Chơi đất nặn đấy. Chơi đất nặn luôn. Đấy, xong rồi nhé mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu cho lên nướng. Ui nhưng mà hình như củ máu đệ đắp dày quá mà đệ. Không sợ đâu anh ấy, thì nó mới ngọt. Đốt. Mọi người bảo cách này nó sẽ tôm nó sẽ ngon hơn không? Mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn tại vì nước nó không thoát đi đâu được. Mới cả hôm nay chắc chắn sẽ thành công anh ạ. Ôi. Em nhìn thấy nó đẹp hơn mọi khi anh làm. Thế nghỉ hài nhả. Đây. Ờ, đó. Mới biết quên gì không? Quên gì? Quên cho xả vào trong rồi. Ui. Thôi, nó có lá chuối, có mùi hương chuối rồi mọi người. Đáng nhẽ ra phải lót xả bên trong một chút xả để cho nó hương. Tức là hải sản luôn luôn phải có xả. Nhưng mà hôm nay mải làm có quên mất xả trong rồi. Anh ơi, phủ lên đi. Không cần phủ tí nữa mình lật. Ui, ôi, tôm dậy à? Vẫn sống. Tôm dậy. Ui, thế bây giờ làm nào ấy? Làm nào? Kệ nó chứ làm nào. Tôm dậy được dậy mất cái này rồi. Hả? Phát đấy là phát dậy cuối cùng đấy nhỉ? Chắc thế. Uầy, cũng ra đi cho lại toát rồi. Vẫn sống được rồi nhỉ? Nhấc lên. Cho sang đây. Ui. Đây. Ui, khét rồi. Xin đây. Lấy một cái mâm đấy. Lấy cái mâm sang đây để bóc tôm đi đây. Đâu còn mâm đâu. Ôi. Đấy, mâm đây. À, sang đây bóc tôm. Wow. Bây giờ anh em mình bắt đầu khui hàng nhé mọi người nhá. Sang đây xem con tôm nhé. Hôm nay có đệ tử đi theo mọi người.
dạ dạ dạ. Chỗ tay gọi là món tôm hùm này cho đệ tử nó thử chứ. Ui, dạ 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 dạ. Đấy, thấy chưa? Ui. Đỏ leo luôn anh nhỉ. À, ui, gãy mất cái. Ui, gãy càng rồi. Càng rồi. Mày không cháy anh nhỉ? Chị, tao nướng. Thơm ấy. Ừ, có tí xả thì được. Chị biết con gì đâu? Con gì đấy? Con tôm. Con tôm ở đâu con đấy? Con tôm gì? Chị ăn tôm không? Ừ. Mặt lại buồn ấy. Mày ốm à? Chị ốm à? Hả? Đấy, xin chẳng có ốm ấy. Wow, con này đỏ chẳng có ốm đâu phải đi học ấy. Đó, đưa, cho tao dịch sang đây để bóc nó ra. Con này nghe ok hơn, bao đệ quấn kỹ hơn mọi người ạ. Đấy. Ui, xin lỗi, xin lỗi. Mọi người nghi ngút luôn. Nào, ui. Ôi, sao càng nó dễ dụ ngay nhỉ? Con này giữ nguyên tiết này nhỉ. À, đi sang bên này thưởng thức đi. Đây. Em lấy gia vị nhé. Ngồi đây để bố cắt tôm nhá. Chị ăn cho nào. Bẩn à. Bẩn đâu? Nó ngon đến này bố bẩn. Nó vào bẩn chân đây này. À, bây giờ sẽ bắt đầu thưởng thức tôm hùm Úc nhá mọi người nhá. À, nó nếu nếu mà để mà mùi hương ấy thì nó sẽ không được thơm như hấp xả. Mình quên cho xả thế nên đấy. Bây giờ mình sẽ bóc con này ra trước. Đây này, tôm lên này, ăn tôm con cá. Chị này, ngửi thì xem cho ngon. Tôm không? Ngọt không? Ui à, ui. Trắng bông luôn. Ui ui, cách đó kìa. Giữ đi. Giữ đi tí nữa đây. Bảo á, đây, bố thổi cho nhá. Wow, đây. Đó, ăn không? Ăn thử xem. Không bỏng đâu. Ngon lắm. Cắn một miếng. Đâu, bố thổi đó. Đó, xin thổi đi. Thôi. Đấy, cắn luôn. Ngon không? Ngon ạ. Ngon quá. Ngọt. Ê, nó ăn rồi. Ây da. Wow. Mời tất cả mọi người nha, mình sẽ thử một miếng tôm Úc. Đây là lòng tôm này. Đây cái lòng tôm. Wow. Mời ăn thử chào. Đủ em phải ăn thử cái gạch nữa đây đó. Ngon lắm. Béo ghê. Em chấm gia vị hả? Cay á. Cay á? Ui xí này, nhìn này. Nhìn, ăn này. Ừ, ăn tham như trò. Ăn đi. Ngoại ghê. Ăn tham như trò. Ui, trong cái gạch ngon lắm, cắn đi. Quên không mang cái thìa. Gặm luôn. Gặm. Ui à. Ha ha ha. Ừ, biết rồi này. Anh cá. Cái gì? Anh được cá. Cá dưới nước. Cái tiết nó này ăn chích tôm xong nó mới ăn cá. Ngọt nhỉ anh nhỉ. Cái này được có chi rồi. À, tôm Úc ăn cũng na ná như tôm hùm bông nhá mọi người nhá. Tôm hùm Úc ăn na ná như tôm hùm bông và cái thịt nó chặt này. Đây, thấy chưa? Nó chặt kinh điển luôn, nó không như những cái loại tôm khác nhá. Mẹ ở nhà rồi, ra cho cô ăn. Mẹ ra rồi à? Đây, xin đây. À, tôm hùm bà. Ôi, đây thịt nhẽ nhở. Đầy đạn thịt. Ui, rồi đến tận đuôi luôn. Xã màn. Ui, ra, mọi người thấy chặt thịt chưa? Xin đây, nhìn này, cái gì đây? Tôm. Cái tôm để làm gì? mày cuồng cứt. Cái này là nó cái, quen rồi mọi người. Không được thế, cái tôm đây là con gì? Con tôm để làm gì? Việc. Sao lại để làm việc? Thằng ngấm rồi. Thế con mai cái con lớn nó làm gì? Việc. Cắt vào chim nhá. Không. Thế chim này làm gì? Làm việc gì? Để làm. Wow, chặt rất chặt thịt nha mọi người nhá. Nó cục thịt nó cục rồi. Đây luôn mình lấy anh nhỉ? Đây đạn. ui, nhìn này. Trời. Wow. Đây là cái ruột nó này anh ạ. Lôi về ra cho nó. Ui. Ruột đến tận đít luôn. Anh ăn thử em nào. Hả? Mày ăn thử xem nào. Con xà sùng ấy nhỉ. Ui. Thôi cứ gặm cả miếng ăn nó. Ruột nó dai dai luôn ạ. Wow. Ngon á. Ngọt không xin? Ngọt không? Ngọt không?
ngon hơn cá không? Hả? À, thấy à, ok. Ngon không, nó bảo như thế này. Ngon không? Làm lại cho chú Dũng xem. Ngon không? Ok. Ok. Quá ngon luôn mọi người ạ. Ngon cực cực. Đó. Ai muốn ăn tôm hùm Úc thì cứ ghé phúc hải sản.com nhé, hoặc là số điện thoại mình để dưới comment, à dưới mô tả nhá. Nó cực kỳ ngon luôn. Nhưng mà mọi người nên hấp, hấp xả. Hết rồi á, đây này. Rồi, làm hẳn miếng to luôn. Dài thôi rồi đấy. Nhưng mà mọi người mua về ấy, thì tất cả các loại hải sản thì anh em mình đã review rồi, thì mình khuyên mọi người nên hấp với xả thì sẽ ngon nhất. Giả dụ nướng như anh em mình ấy, thì nó giữ được nước hơn ấy, nhưng mà cái hương vị nó không được ngon như đấy. Ủa, này, nó rất là giòn nhá. Nướng này nó cái hương vị nó không bằng hấp xả. Ui, đỉnh không? Ok luôn. Quá ok luôn. Ui, xin này. Quá. Xin này, quả đuôi nó này. Ngon chưa? Cục kịch lạnh luôn này. Mà Dũng ăn xem nào. Dũng xem nào. Quá tuyệt vời luôn. Đâu, đấy là gạch tôm đấy. Gạch tôm đấy. Mày cuồng cứt à? Quả này nó ngọt lắm rồi ạ. Nó giòn. Mà con này nó sứt sứt đấy nhỉ. Nó sứt sứt hơn mày con kia. Thịt nó gần như được thịt lạ luôn này, xé à? Không phải đâu. Đây này, tôm đấy. Đây này, đây trong này này. Nó giòn ra này, tôm mùm ai ăn cao rồi ạ. Xin Mike Cương. Mike Cương có ra đồng cùng bố không? Đó. Thế Mike Cương xin lớn xin làm gì? Quay phim đấy nhỉ. Hả? Xin lớn xin làm gì? Phim. À, nào xin ăn phần nào đây. Cái phần giòn nhất là cái phần đuôi đuôi nhá mọi người nhá. Mà đó. Ăn thế ăn gì? Ăn đập nhá. Đấy, đi đâu đấy? Bye bye nhá. Cháu ngã nhá. À, chuẩn bị nó tầm 2 phút nữa, 2 năm nữa, 1 năm nữa là mình sẽ cho nó ra đồng dạy cho nó bơi. Đó, cô xin cho mình. Đó, trở về lại cái món tôm. Về cái tôm hùm Úc này ấy, thì mình khẳng định với mọi người nhá, là cái chất lượng và cái độ ngon ngọt của nó ấy, và đối với như kiểu tôm hùm bông ấy, thì gần như nhau luôn nhá mọi người nhá. Tương tự mà. Tại vì tôm hùm bông ấy là cái loại tôm hùm khá là đắt, đắt đỏ. Giòn. Ăn ngon. Tôm hùm Úc này nó giòn, ngon. Thật ra là hai những cái loại tôm hùm đều rất là ngon này, thịt nó này. Mình xé còn dai nữa nhá, để mọi người biết cái độ giòn của nó như thế nào đấy. Cực kỳ giòn luôn nhá. Ngon. Chắc ăn sướng hơn mấy cái con tôm hùm Alaska to to cả ngày nhỉ. Thế mới chắc hơn mọi người. Ngon hơn nhiều. Tại vì sao? Mọi nơi đều có thịt. Rồi, mình sẽ cắt cái đầu ra mọi người xem nhá. Cái đầu nó rất là nhiều thịt luôn. Nó có mấy cái ruột cơ. Con này có sừng này. Có sừng mà, lúc nãy em bảo anh là có sừng mà. Có cả sừng, gãy. Nó vũ khí chiến đấu đua hết đằng trước nhỉ. Cái gì? Con này bị cắm sừng. Mắt nó đi. Ăn mắt nó đi. Cắt đi nhá. Cắt cho vào mắt nó. Ăn ngon không? Mắt tôm. Ôi cứng á. Có gì không? Mà béo. Đấy, trong đấy thấy chưa? Đây là trong. Ây da. Đây là trong đầu con tôm nhá, mình sẽ cắt ra thêm một chút nữa cho nó dễ. Đây, đấy. Ấy, thấy chưa? Mọi người nhìn thấy gì chưa? Đó, thấy gì chưa? Cực kỳ nhiều đấy nhá. Nếu mà trong loại các loại tôm hùm thì mọi người nên chọn tôm hùm bốc tôm hùm Úc nhá. Đó. Thịt nó này, thịt nó vẫn còn dính rất là nhiều ở trong trong cái phần đầu nhá mọi người nhá, ở bên dưới này. Nó mắc đầy trong cái này không lấy được. Đây đây này. Thấy chưa? Đây á. Toàn thịt không đấy. Đó, này mình tút luôn cả trên đầu nó luôn xem có thịt không nhá. Cắt ra đã. Ôi, thịt lên tận đây này. Rất là chắc thịt lắm, ngon lắm. Wow. Đó, này. Bây giờ trên mạng đầy người cũng bán tôm hùm nhưng mà người ta cứ đăng lên mạng này. Ui dồi, đầy con tôm á. Cho giá tan vỏ luôn mọi người. Mọi người nên chọn những cái điểm uy tín
Về Phúc Hải Sản thì nói thật ra là anh em mình cũng đã review rất là nhiều sản phẩm của Phúc Hải Sản rồi. Mọi người cứ yên tâm, giao hàng đến tận giường, tôm cứ rãnh đành đạch, cua rãnh đành đạch. Hải sản ấy là phải tươi sống mọi người ạ. Nếu mà nó chết rồi ấy, thì thật sự không nên dùng. Vì khi nó chết rồi cái độ mặn của biển nó sẽ ngấm vào cái con hải sản ấy.